Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Boddog. Lời đầu tiên mình xin chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023. Chú chó mông cọc của mình hôm nay lại được mình quay xổ số và sau 60 ngày nhân giống thì hôm nay sẽ gặp được kết quả như thế nào. Mời mọi người cùng mình theo dõi và chăm sóc chú cún mẹ và chú cún con như thế nào nhé. Đó, bắt đầu chú cún mẹ này đã bắt đầu chuyển dạ và có một chút ít nước ối tiết ra rồi. Một lát nữa thôi là mọi người có thể nhìn thấy kết quả quay sổ số của mình nhé. Nếu mọi người theo dõi video thì mọi người có thể chuẩn đoán cho mình cún mẹ này có thể sinh được bao nhiêu con nhé. Bởi vì mình cũng thấy bụng nó cũng không phải là to lắm, nhưng mà mình chuẩn đoán khoảng tầm 3-4 con thì đó. Đây là chú cún mẹ đã được sinh sản lứa là thứ tư. Đó. Và mấy lứa trước sinh sản các con ra cũng khá là đẹp. Đó. Rất ngoan. Đối với mọi người nhé, khi mà chú cún sinh vào mùa đông thì mình cần thắp ống sữa này. Đó. Và có những các cái rẻ ấm đệm ở dưới. Và khi mà phát hiện ra chú cún mẹ đứng dậy và đi lòng vòng ở trong cái chuồng thì sẽ có hiện tượng là sắp sinh, và mình sẽ chuẩn bị những thứ ví dụ như là đệm ở dưới này hoặc những cái bìa cắt tông đấy để cho cún nằm êm, và khi mà sinh sản ra cún con thì nó liếm những các cái nước ối của cún con thì nó sẽ không bẩn nhé. Đó, năm nữa thì mình sẽ quay cận cảnh khi mà chú ý sinh cún con ra cho mọi người cùng theo dõi. Mọi người có thể chuẩn bị một chút ít nước ấm cho cún mẹ uống để trước giờ chuẩn bị sinh thì cún mẹ sẽ rất là khát nước. Thì mọi người sẽ chuẩn bị một là nước ấm, hai là một chút ít sữa ấm cho cún mẹ để cho cún mẹ đỡ háo nước. Đấy, mọi người đang theo dõi thì có thể thấy bắt đầu cơn giận của cún mẹ nhiều hơn và cái nước tiết ra để cho chú cún con chào đời ra diễn ra cũng nhiều hơn. Rồi lát nữa thì mình sẽ trực tiếp quay cận cảnh gửi tới mọi người để mọi người theo dõi cái video này nhé. Đầu xuân năm mới mình cũng xin chúc các anh em đam mê cọc thủ một năm mới an khang thịnh vượng và có những chú cún hâm mông cọc đẹp và để chơi trong năm mới tiếp theo. Đó, mọi người theo dõi thấy chưa? Đấy, nhà mũi, chúng có con đã chào đời. Đó, chúng có con đã bỗ ngoại giống như mọi người nha. Bắt đầu mình đã được quay sổ số. Và khi mà chúng con sinh ra thì sẽ được chú chó mẹ liếm sạch sẽ. Trong thời gian làm video này thì cần phải lưu ý khi mà chăm sóc chó sinh sản, và khi mà chó mà lâu quá mà chưa sinh được ra thì mình có thể mình hỗ trợ dùng bằng thuốc để cho dễ đẻ. Nhưng đây là chú chó nhà mình đã đẻ được một vài lứa rồi,
nên là mọi người không phải tiêm, mà mọi người có thể dùng một cách để cho mẹ sinh cho con tự nhiên thì là tốt nhất. Mọi người theo dõi thì mình sẽ quay cận cảnh chú chó con này gửi tới mọi người. Khi mà sinh ra thì chú chó mẹ sẽ liếm hết những các cái nơ thai và bộ lông của chú cứu con cho thật là khô. Trong quá trình theo dõi video, mọi người đừng bỏ lỡ những chia sẻ quý giá của mình. Mọi người có thể xem video từ đầu đến cuối để thưởng thức cái video hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Và đây nha mọi người nha, chú chó mẹ sẽ tự cắt rốn cho con của mình bằng những cú cắn nhẹ nhàng như thế này để tách phần rốn của con ra. Đấy, và sẽ mút cho rốn của con nó khô ráo. Sau khi cún mẹ liếm khô ráo cho cún con thì cún con nó sẽ tự trườn vào bình ti để nó ti. Đó, sau khi mà sinh xong thì được chó mẹ liếm sạch sẽ như thế này thì bắt đầu cún con bắt đầu chui vào nút ti của mẹ rồi đây này. Xin chia sẻ gửi tới mọi người, đây là một dòng chó bản địa của Việt Nam, hơ mông cọc. Mọi người theo dõi cái video này thì mình quay cận cảnh thôi, còn bình thường những chú chó như thế này thì thường thường là mình không phải bận tâm khi mà nó sinh sản, nó sẽ chăm sóc kỹ càng cho các con của nó, không như giống chó của nước ngoài nên là mình phải túc trực trông nom. Đấy, dòng chó này thì mình không bao giờ mình phải trông nom kỹ càng như thế, chỉ cần để nước ở bên cạnh này, đèn sưởi có này, và những cái đồ lót để cho những con chó con nó sinh ra thì nó không bị ngâm ra ngoài, để chó mẹ nó chăm sóc nó không dẫm đè vào nó được. Còn những chú chó ở nước ngoài thì nó to con và nó chăm sóc con nó sẽ vụng về hơn. Mọi người theo dõi mà có nhu cầu tìm hiểu về giống chó mông cọc của Việt Nam thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình hoặc là comment ở phần bên dưới để mình biết được chi tiết thì mình sẽ trả lời và chia sẻ những kinh nghiệm mình đã gặp phải thì mình sẽ chia sẻ gửi tới mọi người. Cuối video mình cũng xin chúc các quý vị khán giả theo dõi video một năm mới an khang thịnh vượng và đón chào những các cái thành công sự nghiệp trong cuộc sống. Thời gian làm video của mình cũng tới đây là kết thúc. Ngắn nữa thì mình sẽ quay cận cảnh một lần nữa những sản phẩm của mình, quay sổ số trong ngày mùng 5 Tết 2023 gửi tới mọi người. Thì thời gian video của mình ngắn nữa mình sẽ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Đây nhá, mọi người theo dõi video thì mình cũng tăng cường khẩu phần ăn cho cún mẹ khi mà đang sinh. Đấy, nó cũng đang ăn. Và đây là hai sản phẩm của mẹ chó đã được ra hai bé. Đấy, không biết được còn không. Nếu mà năm nữa mà còn thì mình sẽ chia sẻ tiếp gửi tới mọi người được hai bé.
đây là cục lực nha mọi người, đây là cục lực, đây là cục thọ, một con trắng và một con kem. Một trai một gái, lát nữa nếu mà còn thì mình sẽ chia sẻ thêm. Thời gian video của mình cũng ở đây đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người theo dõi video có những ý kiến gì hãy chia sẻ, hãy comment ở phần bên dưới để mình cùng nhau học hỏi và chia sẻ lẫn nhau. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.